này ăn mặc hơi là lệch tông một tí, giày nâu sẫm găng đen này, áo nâu sáng xong rồi áo sơ áo phông ở trong phải màu xanh, xanh là cây nõn. Xe giữa đường luôn, sợ thật. Ở chỗ này nó là cái chợ tạm nên là đông người đi lại. Thời tiết hôm nay thì khá là ok, không có nắng đâu, trời nó mặc cái tí nắng, nó sáng lên thêm một tí nữa thì ok hơn, nhưng mà hôm nay lại không có nắng. Người ta hỏi là sau ngày đi phố đấy mà đi có một đoạn rồi mà nó phải đeo găng tay, đội phun phây thì nó là để an toàn thôi. Nói chung trời còn nóng đến mấy thì mình cũng vẫn sẽ đeo găng tay. Cái găng tay này của mình nó có cái gù làm bằng nhựa cứng, hay là một composite hay là một cái gì đấy, nó sẽ an toàn hơn nếu mà đen chẳng may mà có ngã tay mình có đập xuống đường hay là có đấm vào đâu đấy thì nó sẽ an toàn. Để giữ cho đôi tay bàn tay ta làm lên tất cả. Mình làm nghề thiết kế thế nên là mất tay coi như là cái gì cần câu cơm rồi gì đó. Đi thì không cần phải bảo hộ quá, kiểu như là một full giáp xong rồi là các thứ, nhưng mà có một chút gì đấy bảo hộ cho mình là được rồi. Như kiểu là găng tay này hoặc là mặc một cái áo khoác nó dài hơn một chút. Những ngày nóng thì nó vừa chống nóng mà có ngã trời xây sát thì nó cũng đỡ được một phần ít. Đây là đến giày thì mình cũng không ngờ đi giày thể thao là đi giày cao cổ luôn. Vì mình đã dính một lần là đi giày thấp cổ xong rồi là hôm đấy cũng xòe đấy, xong rồi ở đằng dưới cái để chân ấy nó có một cái cục tròn tròn lòi ra đấy, nó mài một phát vào chỗ mắt cá chân đấy là đi luôn cục thịt. Một cái mẹo của mình, của cá nhân mình nhưng mà đi phố thôi đấy là tay mình còn tay lúc nào cũng để sẵn ở phanh. Và đôi khi mình sẽ hơi bóp vào một chút để nó qua cái ngưỡng dơ của phanh ấy, gần đến cái ngưỡng phanh ăn. Nó làm như thế thì đi trong phố thì rất nhiều trường hợp mới xảy ra, đặc biệt là Việt Nam này, đường phố chật hẹp này, xe cộ đông đúc đi xít nhau như này, thì cái việc mà phanh gấp xong rồi là trượt rồi xoài thì nó là cái điều rất là dễ. Đang đi đường này là trong ngõ người văng ra một cái mà phản ứng không kịp là bóp phanh cái là xòe luôn, lúc nào mình cũng hơi bóp vào một chút. Nó chưa đến cái mức để mà cái bố thắng nó mài vào cái mặt đĩa để nó mòn đâu, nhưng mà nó vẫn sẽ có, nó tạo cái áp lực trước. Thì khi mình bóp phanh xuống, kể cả mình có bóp mạnh đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không bị là vào bánh trượt bánh. Kể cả cái chỗ để chân cũng thế. Mình thì đi phố ấy, thì mình luôn luôn để cái gót chân vào cái chỗ để chân, và hai đầu mũi chân luôn luôn là ở phanh và ở số. Thế là nó là cái thói quen từ đợt đi xe số rồi, nhưng mà nó cũng khá là an toàn. Cái phanh chân mình cũng là lúc nào mình cũng giữ một cái áp lực nhẹ vào cái phanh chân, để khi mà mình có phanh thì nó cũng không gọi là nó không bị bó bánh sau lại. Và
và khi mà cần trường khẩn cấp thì mình có thể ấn số xuống luôn để cho nó ghi máy lại luôn. Mình không phải là lóng ngóng, không phải là chỉ có khi hữu nhưng vẫn có, đấy là nhiều khi dây giày nó móc vào đâu đấy xong rồi lại không ấn được số. Còn đi đường dài mà để cho nó gọi là khí động học hơn đi, mình vẫn để cái mũi chân vào cái chỗ để rất để chân, để chân nó gập nó một chút thì nó thể thao hơn, thì gọi là khí động học hơn đấy. Một cái nữa là khi mà mình đang chuẩn bị đến chỗ dừng này, thì thay vì mình bóp phanh luôn hoặc là mình ấn chân phanh chân luôn thì mình sẽ bóp cái phanh độ 2-3 lần gì đấy cho cái đèn phanh nó nháy để người đằng sau biết là mình đang dừng. Cái này thì ban ngày thì có thể khó nhưng mà buổi đêm nó rất là có lợi, để cho người đằng sau người ta biết là mình đang chuẩn bị dừng và ta không tiếp tục lao đến mình ấy. Bây giờ thì có rất nhiều cái độ xe là độ cái đèn phanh nó nháy, nhưng mà nháy như thế thì mình thấy nó gây khó chịu cho mọi người nhiều hơn là như kiểu là mình khi mà nó cứ sắp phanh thì mình bóp như này là người ta sẽ để ý được ngay. Cái kia nó cứ nháy loạn nó cả lên, ông hơi phanh nó cũng nháy, ông phanh rồi nó cũng nháy, nên là cũng không thực sự là tối ưu cho lắm, độ chỉ để độ cho nó đẹp thôi. Một cái nữa là khi mà đi vào buổi tối ấy, thì đặc biệt là những cái lúc mà trời nó muộn rồi ấy, thì mình luôn luôn là lúc mà dừng ấy thì chân phải luôn luôn mình để ở trên phanh chân và chân trái mình chống xuống đất, đó là để cho cái đèn phanh của mình nó luôn sáng, nó sẽ sáng rực lên thì nó sẽ là một cái sự thu hút chú ý của người đằng sau đi đến. Chứ buổi tối trời nhá anh em thì nhiều người họ không biết đâu, còn nhiều ông lại còn có tí cồn vào người đấy thì lại càng không biết nữa. Thế sao lại phải giữ phanh chân chứ không phải là phanh tay? Đơn giản là vì là phanh tay ấy, khi mà bạn phanh mà móc cái phanh tay này chẳng may người ta hút của bạn ấy, thì cái bánh ngọn nó sẽ bị trúi về phía trước, rồi nó khó lại và tự chúa về trước như này và tài lắm nó sẽ đánh sang một bên rồi nó sẽ xoay ra khỏi xe. Nhưng mà khi mà bạn phanh cái phanh sau thì nó sẽ thành ra là nó đẩy cái xe bạn đi, tài lắm đấy của bạn nó không bị một cái lực nó cưỡng lại thì xe của bạn nó sẽ được lết bánh và nó trôi về phía trước, nó an toàn hơn rất là nhiều. Máy phết đấy chứ cũng có phải là đấy đâu, có phải là nó hơi nồng, cảm giác là người là vẫn muốn tóc mồ hôi ra, chỗ nào hở ra có gió vào được thì lại mát. Thôi đến chỗ làm rồi, họp đây.